Hello, xin chào em. Tình hình là mình sang sale á, ở trên Lazada thì mua được cục pin DayWatt mà nó có mấy trăm ngàn à. Sẵn bữa nay mình khui hàng rồi quay clip chia sẻ anh em tham khảo chơi cho vui ha. Về thông tin sản phẩm thì người ta ghi là pin DayWatt 18V 5AHXEG Li-ion 20V max. Ta đóng gói cũng khá kỹ ha. Và ở trong thì người ta cũng bọc một cái lớp chống sốc anh em. Đây thì nó có một cái gì nè, thư cảm ơn. Thì khi mà mình mua cục pin thì shop người ta tặng cho mình là một cái đầu vít VH2 nè. Cái này nó là hai cái đầu vít nhỏ, cũng là thương hiệu của DayWatt luôn ha. Rồi, và cục pin của mình bọc trong một cái lớp chống sốc. Ở trong thì có một cái túi zip ha, hiệu của DayWatt 20V max XEG lithium ion 5.0 AH nha. Đây thì nó có một cái phiếu bảo hành anh em ơi. Mình mua là hàng chính hãng á, thì đối với pin sạc á, thì DayWatt nó sẽ bảo hành cho mình là 1 năm hết em. Trên đây thì nó cũng có một cái tem chống hàng giả nữa nè, có mã QR code rồi mã cào số seri. Mua về đó mình kích hoạt bảo hành thì mình cào cái này ra nè, chọn tin nhắn giống như ở dưới đây là ok ha. Phía trên thì nó có chữ DayWatt dập chìm nữa nè, bên dưới sẽ là cái nấm bao pin, nó sẽ có là những cái dòng chữ DayWatt. Và cái này thì như là người ta khắc laser, hay nếu mình mua về là xài cho những cái máy quang hay là máy bắn vít, máy bu lông thương hiệu của DayWatt ở nhà mình á. Thì mình thấy ở trên thị trường người ta có bán những cái dòng hàng nhái nhìn hơi giống hệt nhưng mà pin của nó là thuộc dạng cái loại khác á, lắp vô thì nó sẽ không có vừa ha. Ở đây thì mình đang có một con máy khoan thương hiệu của DayWatt nè. Cái mã của nó là DCD805. Và con máy này thì mình cũng mua là hàng chính hãng 100% ha. Anh em xài thì cứ nè, lắp vô nghe cái cụp là ok ha. Và ở nhà mình cũng có sẵn những cái dòng máy Trung Quốc mà nó nháy thương hiệu của DayWatt nữa nè. Anh em nhìn thấy bên đây thì nó nháy kiểu như không có được đẹp cho lắm. Cái tem DayWatt này thì nó là tem dán thôi à. Còn bên đây nó là một con máy nháy mà kiểu như nó nháy chi tiết hơn nè. Anh em nhìn thấy ở đây cái chữ của nó là in nổi luôn. Phía sau cũng là led motor nè. Bên đây thông số của nó. Anh em nhìn thấy có CXAUS nè. Rồi Made in USA luôn nè ha. Quá dữ anh em. Nói chung thì xài cũng được, nhưng mà con cái nó không phải là hàng chính hãng anh em. Còn máy hàng chính hãng này là sôi luôn cho anh em tham khảo chơi ha. Về chi tiết độ hoàn thiện thì hàng chính hãng nó sẽ sắc sảo hơn hàng nhái rất là nhiều ha. Mặc dù cái này nó là tem nổi đó, nhưng mà anh em để ý kỹ là xung quanh ở đây nó sẽ có một cái khung nè, nó kiểu như một cái miếng mũ vậy đó. Coi cái nhíp nè, mình lại ra cho anh em xem luôn. Nó cái tem DayWatt in nổi nè anh em. Nó làm cũng khá là sắc sảo ha. Miếng nhựa rồi cứ đóng vô đây thôi. Còn phía bên đây thì cái tem thông số á, thì anh em nhìn thấy mặc dù nó ghi là Made in USA, nhưng mà anh em nhìn thấy là cái màu sắc của nó thì khá là mờ luôn, với lại nó dán cũng lệch nè anh em. Còn cái hàng chính hãng đây đó, anh em nhìn thấy hàng chính hãng là người ta sẽ có khung đàng hoàng nè, đó ngay khớp hết trơn, mà người ta dán cũng rất là đẹp luôn ha. Còn cái con này thì nó quá nhái rồi, anh em nhìn cái là biết là hàng giỏm rồi đó. Bên đây cũng không có thông số gì trơn nè, không có phải hàng chính hãng ha. Rồi, và khi mà anh em mua cục pin hãng về đó thì mình sẽ lắp vô là không có vừa hay anh em, chân pin nó khác nhau chưa nè. Đây còn máy nhái nè, lắp vô cũng không vừa nha anh em, nó khác biệt hết trơn à. Lắp vô không có vừa, chỉ là hàng chính hãng nó mới lắp được cục pin hãng thôi ha. Ở đây mình cũng có những cái cục pin nhái của những con máy này nè, mấy cái chân Makita thông dụng, cái chân ở dưới đây nè, Makita, thì mình cứ lắp vô là ok. Ở đây thì mình có một cái cục pin nhái. Anh em nhìn thấy ở dưới đây nó ghi DayWatt DCD709 nè. Đó, 5.0 AH mà có chút xíu rồi ha. Cũng có báo pin luôn nè. Anh em nhìn thấy cũng y gan hàng chính hãng luôn ha. Mà mình lắp vô máy hãng á, thì anh em nhìn thấy sẽ lắp vô không có vừa ha. Chất quốc à, máy nhái của nó thì ok nè. Cái máy chính hãng thì anh em phải sử dụng là cục pin chính hãng nha. Muốn mở đèn thì anh em sẽ gặp qua đây ha. Đèn rất là sáng anh em. Bây giờ mình thấy trên mấy cái sàn thương mại điện tử người ta bán rất là nhiều mẫu mã, với lại rất là nhiều hãng luôn. Thì nó cũng có hàng chính hãng, rồi cũng có hàng nhái, rồi hàng nhái L1 cái kiểu rất là nhiều luôn. Thì tùy theo mục đích sử dụng anh em có thể mình lựa chọn cho nó phù hợp với công việc của mình ha. Thì anh em có nhu cầu mua sản phẩm này, mình sẽ để đường link dưới phần mô tả, anh em cứ nhấp vào đó để tham khảo. Thì anh em thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhấn nút đăng ký bên đây, nhấn nút cái chuông. Khi nào có video mới anh em mình cùng giải luôn ha. Rồi, cảm ơn em đã xem video. Chúc anh em một ngày mới nhé. Bye bye.